Dị Ái Vi Doanh hiện đang là dự án phim ngôn tình hiện đại được khán giả mong đợi nhiều nhất. Chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng, thậm chí có hai lưu lượng đình đám tham gia là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Phim được kỳ vọng cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, tạo hình thời yến của Vương Hạc Đệ đang làm mưa làm gió trên không gian mạng. Vâng thưa quý vị, chưa biết phim lên sóng như thế nào, nội dung ra sao, có cuốn hút hay không, nhưng nhìn những hình ảnh này, bạn cũng đã đổ sống sang để chờ đợi phim rồi đúng không nào? Và đây là nam tài tử Vương Hạc Đệ trong tạo hình tổng tài thời yến. Chà chà, có khác như tranh vẽ không nào? Không những điển trai mà khí chất của Vương Hạc Đệ cũng ngời sáng luôn nè. Tạo hình nam chính thời yến của Vương Hạc Đệ gây ấn tượng mạnh mẽ khi diện vest tối cùng chiếc kính toát lên sự nghiêm túc. Bên cạnh đó thì chemistry của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, thủ vai Trịnh Thư Ý ở hậu trường phim cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Tuy nhiên thì với Bạch Lộc, bên cạnh những lời khen ngợi cho nhan sắc và khí chất của cô nàng, cũng có người cho rằng tạo hình này có phần cũ kỹ, quê mùa, không giống như nữ chính nguyên tác. Thậm chí những tạo hình này còn khiến nàng Tiểu Hoa trông có phần luống tuổi hơn bạn diễn khá nhiều. Tuy nhiên thì càng về sau, thời trang của cô nàng lại càng lên hương đó nha. Những item như áo khoác dạ nè, khăn len nè, mũ beret, cardigan họa tiết được Bạch Lộc tích cực lăng xê và nhận về nhiều lời khen ngợi. Dự án Dị Ái Vi Oanh sẽ lên sóng vào tháng 10 tới. Thông tin này được cập nhật từ nguồn tin trên mạng xã hội Weibo. Phim được thông tin sẽ chiếu vào giờ vàng của đài Hồ Nam Trung Quốc. Vào đầu tháng 9 vừa qua thì Dị Ái Vi Oanh đã được cấp giấy phép phát sóng với thời lượng 36 tập. Thông tin này có lợi cho cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Nói về Bạch Lộc, cô nàng đang cần một dự án lên sóng để giữ nhiệt. Và nếu như Dị Ái Vi Doanh lên sóng đúng như dự kiến thì cô nàng được coi là đã thành công. Tương tự Bạch Lộc, nếu Dị Ái Vi Doanh lên sóng thì đây là tác phẩm nổi nhiệt tiếp theo của Vương Hạc Đệ sau Thương Lan Quyết. Dị Ái Vi Doanh là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý, Trêu Nhầm của tác giả Kiều Diêu. Phim xoay quanh chuyện tình hài hước bắt nguồn từ một hiểu lầm giữa tổng tài bá đạo thời yến và phóng viên tài chính tinh anh Trịnh Thư Ý. Nữ phóng viên đang có sự nghiệp nở rộ. Để có được bản thảo, cô phải nhiều lần tìm gặp tổng giám đốc tập đoàn Minh Dự Vân Sang là thời yến để phỏng vấn. Nếu như Trịnh Thư Ý là một phóng viên dùng ngòi bút của mình viết nên những bài báo tinh túy, khách quan quanh các ngành nghề, thì Vương Hạc Đệ là một tổng tài giỏi đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng. Quan điểm của Trịnh Thư Ý khi viết bài cũng rất đúng với ý của thời yến, nên anh đồng ý đề xuất của Trịnh Thư Ý về series tin bài liên quan tới tập đoàn. Trong quá trình đầu tư và phỏng vấn, cả hai cũng gặp phải không ít khó khăn và thử thách. Hai trái tim dần giao thoa, tìm thấy sự đồng điệu và dần dần họ gần gũi hơn. Sau cùng, trong các thông tin nghề nghiệp của Trịnh Thư Ý cũng được cô hiện thực hóa, trong khi thời yến dẫn dắt tập đoàn hoàn thành rất nhiều dự án đầu tư. Sau bao nhiêu cố gắng, cả hai đều tạo nên một vùng trời riêng cho sự nghiệp của mình, đồng thời cũng tìm được hạnh phúc thật sự trong tình yêu đôi đứa. Bạn có mong chờ dự án này lên sóng hay không? Hãy bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của mình để Abyss được biết với nhé!